Sáng 28 tháng 5 năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án giết người xảy ra ngày 10 tháng 11 năm 2016 tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, Lý Hiệp Hoang và Nguyễn Văn Phước có quan hệ họ hàng và ở gần nhà nhau, cả hai từng có mâu thuẫn trước khi xảy ra vụ việc. Khoảng 17 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2016, Phước cùng bạn ngồi nhậu tại con hẻm trước cửa nhà Hoang. Lúc này, Hoang chạy xe gắn máy về nhà. Do đèn xe rọi vào mặt Phước nên hai bên cự cãi. Lúc này vợ của Hoang ra can ngăn, sau đó Hoang tiếp tục chạy xe về nhà mẹ ruột chơi. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Hoang về lại nhà mình thì thấy nhóm của Phước vẫn còn ngồi ăn uống. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát. Hoang chạy vào nhà bếp lấy một con dao. Vợ và con của Hoang thấy vậy đã tới can ngăn, nhưng Phước cùng bạn nhậu đã dùng ly, chén ném vào nhà làm Hoang bị thương tích nhẹ do che chắn cho vợ con. Sau đó Phước cầm một cái ghế nhựa chạy vào nhà đánh Hoang thì bị Hoang cầm dao đâm một nhát trúng lưng và một nhát trúng sườn trái. Vĩ là bạn trong nhóm của Phước, nhìn thấy Phước bị đâm nên lấy cái khay bằng sành đựng ly ném Hoang thì bị Hoang đâm một nhát làm xước da đầu và trúng cánh tay trái. Phước và Vĩ sau khi bị đâm bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng Phước đã chết trước khi nhập viện. Lý Hiệp Hoang sau đó đã ra đầu thú và giao nộp con dao gây án. Tại cơ quan điều tra, Hoang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên 2 năm tù đối với bị cáo với hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, thời hạn tù tính từ ngày 10 tháng 11 năm 2016. Ngoài ra, bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình bị hại Nguyễn Văn Phước 250 triệu đồng.